cơ quan không gian châu Âu phóng phi thuyền Gaia thành công, tên từ Kourou. Cơ quan không gian châu Âu đã phóng thành công phi thuyền quan sát Gaia tại cơ sở không gian Kourou ở Guyana thuộc Pháp. Phi thuyền có sứ mệnh là nhận định vị trí, sự di chuyển và đặc tính của hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà và vẽ bản đồ ba chiều. Phi thuyền sẽ quan sát vũ trụ từ L2 là một điểm ổn định trọng lực cách quả đất 1.5 triệu cây số. Phi thuyền sẽ tới quỹ đạo của L2 trong thời gian 3 tuần.